Ngày hôm qua 16 tháng 1, trong quá trình thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, trong số này có một người đàn ông lớn tuổi, sau khi uống rượu đã đi lạc đến 3 lần, được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp yêu cầu gọi người nhà đến đón. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, người trực tiếp có mặt tại hiện trường, tối 16 tháng 1, tại điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Hàm Nghi, tổ công tác phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Quá trình làm việc, công an xác định tài xế tên Sử, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, làm nghề thợ nề. Ông Sử cho biết, sau buổi làm việc được chủ nhà mời uống rượu, dẫn đến quá chén và mất phương hướng về nhà. Khi bị tổ công tác dừng phương tiện, ông đã đi lạc đến 3 lần. Bây giờ nhá, là bây giờ bác gọi điện cho người thân đón về. Đó, nghe đó đấy. Alo, chị ơi, chị là vợ anh chị ấy. Anh tên chị ấy. Sử. Vợ chị vợ anh Sử à? À, vợ em là cảnh sát giao thông của công an thành phố. À, tình hình là anh là có uống nhiều rồi, chứ không lái xe được nữa. Giờ chị mà cũng không biết đường về nữa. Giờ bây giờ chị xuống lấy chỗ đường Hầm Nghí nhá. Xuống lấy chỗ đường Hầm Nghí để đón anh về. Theo Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong việc xử lý vi phạm giao thông, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Tuy nhiên thời điểm đó trời mưa lạnh, tài xế đã lớn tuổi, nên tổ công tác đã chọn phương án yêu cầu người vi phạm liên hệ người nhà đến đón để đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng. Cùng thời điểm, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện, yêu cầu tài xế đến làm việc vào ngày hôm sau để có hình thức xử lý phù hợp. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 15 tháng 1, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh hoa tươi và hoa lụa số 4A phố Hàng Lược, Hà Nội làm 4 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng kinh doanh hoa tươi và hoa lụa. Do nhà khá chật, chỉ khoảng 20m², chỉ có một mặt tiền. Tầng 1 có cửa cuốn, tầng 2 và tầng 3 đều rào kín phía trước nên lửa bốc rất mạnh, kèm theo nhiều tiếng nổ. Người phía trong chỉ có thể thoát lên tầng tum và sang nhà bên cạnh. Đội chữa cháy cứu hộ cứu nạn phải phá cửa cuốn tầng 1, phá cửa tầng 2 và tầng 3, bơm nước vào bên trong. Khi lính cứu hỏa tiếp cận, phát hiện 4 người tử vong do ngạt khói. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Đức Trọng vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển tàng trữ mua bán gần 3 tạ pháo trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1, các trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Tuyền, 45 tuổi, trú tại thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, đang cất giấu 66 hộp hình chữ nhật, 28 cây hình trụ, 1.400 viên hình tròn, có nhiều màu sắc và 61 quả hình bầu pháo hoa nổ các loại, tổng khối lượng trên 271 kg. Đối tượng Tuyền khai nhận số pháo trên mua lại của một người không rõ lai lịch và đã mua 2 lần, một lần 18 triệu và một lần là 24 triệu đồng, với mục đích để sử dụng và bán vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số tang vật trên, đồng thời tạm giữ Nguyễn Thanh Tuyền để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi cướp tài sản, gồm Hồ Quốc Thắng sinh năm 2004 và Nguyễn Nhật Sang sinh năm 2005, cùng cư trú tại ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành. Vào chiều ngày 8 tháng 1 năm 2024, trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an huyện Châu Thành nhận tin báo trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành xảy ra một vụ cướp tài sản nên tiến hành chốt chặn truy bắt. Đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ Hồ Quốc Thắng và Nguyễn Nhật Sang khi cả hai đang lẩn trốn trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa và xã Long An, huyện Châu Thành. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai ngày 8 tháng 1, Thắng và Nhật rủ nhau đi cướp tài sản. Cả hai điều khiển xe mô tô đi lòng vòng trên các tuyến đường. Khi đến đoạn thôn ấp 7, xã Tam Hiệp thì gặp một thanh niên đang chở chanh đi bán. Chúng giả vờ hỏi mua chanh. Sau đó Thắng dùng dao khống chế và cướp 9,8 triệu đồng của người thanh niên. Số tiền cướp được hai đối tượng chia nhau tiêu xài và trả nợ. Qua điều tra mở rộng, hai đối tượng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, từ ngày 5 tháng 1 năm 2024 đến khi bị bắt, đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn các xã Tân Lý Đông, Tam Hiệp và Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành. Công an huyện Châu Thành thông báo ai là nạn nhân của các vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự cần cung cấp thông tin cho đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành để phục vụ công tác điều tra xử lý. Số điện thoại 0916 560 525.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố chuyển hồ sơ qua tòa cung cấp để xét xử người mẫu diễn viên Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công theo khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Cơ quan công tố xác định Ngọc Trinh có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần và tình tiết giảm nhẹ là ăn năn, thành thật khai báo. Viện Kiểm sát đồng quan điểm với Công an TP.HCM về kết quả điều tra trước đó, xác định Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe hạng A2 nhưng đã sử dụng xe biểu diễn trên đoạn đường với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe, điều khiển mô tô lưu thông ở khu đô thị Thủ Thiêm, thực hiện các động tác như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Và trong các lần biểu diễn mô tô, Ngọc Trinh quay phim, đăng video lên tài khoản TikTok, fanpage cá nhân. Việc đăng tải phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người. Đây là các đối tượng trong đường dây môi giới hôn nhân vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an triệt phá. 3 đối tượng bắt gồm Vầy Tuyết Mai, 40 tuổi, Trần Quang Phát, 45 tuổi, cùng chú tại TP.HCM và Nguyễn Thị Nho, 38 tuổi, chú tỉnh Đắk Nông. Theo cơ quan điều tra, Vầy Tuyết Mai có chồng là người Trung Quốc và thường xuyên về Việt Nam. Cuối năm 2022, Mai được một người cho biết có nhiều đàn ông Trung Quốc sẵn sàng bỏ tiền để mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ. Nếu Mai tìm được, sẽ được trả công từ 200 triệu đến 300 triệu đồng mỗi người. Để dụ dỗ phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, Mai đã bàn bạc với Trần Quang Phát và Nguyễn Thị Nho đi tìm kiếm và hứa hẹn với các nạn nhân về viễn cảnh cuộc sống giàu sang sau khi lấy chồng bên Trung Quốc. Tôi có đưa ra mấy thông tin hoàn toàn sai sự thật. Tôi có đưa thông tin là qua bên Trung, lấy chồng Trung Quốc sẽ có một cuộc sống sung sướng. Người chồng chùi chuộng. Tôi biết tôi việc làm đó là hoàn toàn là sai với pháp luật. Mong pháp luật hãy khoan hồng cho tôi ạ. Sau khi dụ dỗ được các nạn nhân, các đối tượng sẽ đưa các nạn nhân đến biên giới, bàn giao cho người bên Trung Quốc và nhận tiền. Khi sang đến Trung Quốc, các nạn nhân bị giam lỏng, bị kiểm soát và bị thu hết hộ chiếu, điện thoại, bị yêu cầu phải sinh con theo chỉ định của nhóm đối tượng này. Nếu nạn nhân không đồng ý, sẽ bị yêu cầu phải đền bù toàn bộ số tiền mà khách Trung Quốc đã chi trả. Tầm nửa tháng nay là bị mất liên lạc hoàn toàn luôn. Nhà con lo quá, con nhờ mấy chú có cách nào mà cứu chị con về sớm. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 2023 đến nay, Vầy Tuyết Mai cùng đồng bọn đã lừa gạt 36 phụ nữ, chủ yếu ở các tỉnh miền Tây, TP.HCM và Đắk Nông, sang Trung Quốc. Một số nạn nhân sau khi phát hiện mình đã bị lừa gạt, mua bán, đã bỏ trốn về Việt Nam hoặc nhờ người nhà trình báo, tố giác tội phạm và đề nghị được giải cứu. Các đối tượng đã lợi dụng và móc nối, làm giả các tài liệu, giấy tờ để đưa các nạn nhân là người Việt Nam sang Trung Quốc bán để lấy tiền với số tiền từ 190 triệu đồng đến 270 triệu đồng. Hiện tại, rất nhiều nạn nhân đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan công an đề nghị những nạn nhân hoặc gia đình có người thân bị lừa bán sang Trung Quốc đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, phối hợp cơ quan chức năng nước bạn kịp thời giải cứu các nạn nhân về Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566, địa chỉ email dườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.